tốt đẹp nhất, nhân tổng kết năm 2011 về công tác của hội. Là người có nhiều năm, 10 năm, từ 79 đến năm 90 quản lý về công tác thể thao quần chúng, trong đó cũng là một trong những người đã cùng với các bác sĩ như là Vũ Quang Tiệp thời đó phát triển phong trào công tác sức khỏe ngoài trời của các bạn. Có thể nói rằng đây là một việc làm đền ơn đáp nghĩa, cũng đúng, một việc làm để làm gương cho tất cả những thế hệ con cháu, cũng đúng. Việc tập luyện thể dục thể thao của những người cao tuổi có ý nghĩa lớn trong xã hội, và chúng tôi rất mừng được đến dự lễ tổng kết của câu lạc bộ về công tác năm 2011. Ta có thể nói rất phấn khởi, chính nhờ việc tập luyện đều đặn thường xuyên mà tất cả những người cao tuổi có mặt hôm nay đều thể hiện được những khuôn mặt rạng rỡ, hứng khởi và thể chất rất là mạnh. Cũng có thể nói với các vị thế này, tôi cũng đã gắn bó và đã thường xuyên trong nhiều năm liền, vừa làm công tác quản lý nhưng cũng bền bỉ rèn luyện, và năm nay 75 tuổi thì cũng năm ngoái cùng với lãnh đạo của hội có mấy câu thơ thế này: xuân về báo còn bị bệnh tư, kiểm tra sinh học vẫn như dậy thì. Đó đây nâng bước ta đi, lúc gì ở Ý khi đi sang Lào, cuộc đời là rất chiêm bao, buồn vui sướng khổ lúc nào cũng qua. Có thể nói rằng là có lẽ đối với tuổi già, không gì bằng vận động. Vận động suốt đời, vận động liên tục và vận động cho đến lúc già đi. Tôi cũng xin đọc một bài thơ, cái này thì có khi lại hướng nhiều về các nam cao tuổi, thế nhưng cũng được. Bởi vì có một bài thơ tôi nghe được về tuổi về hưu mà. Về hưu là thần thân già, quét sân sáng sớm lau nhà giữa trưa, ngày buồn như thể ngày mưa, đêm dài như thể đêm thừa chớm. Tuổi già như chút nắng anh, vừa lé lói sáng đã mong manh chiều, đồng lương bỗng đứt dây diều, bần thần nghĩ hết sau điều phải chi, hết tiền bổ bịch quay đi, hết quyền cấp dưới nhiều khi tặng lờ, hết thời bè bạn hứng hờ, gần xa bao kẻ cậy nhờ lãng quên. Tôi bảo thế này thì sống làm cái gì? À, không nên sống. Thế tôi làm một bài thơ không phải là đối lại, nhưng mà đại khái là cũng là về hưu. Về hưu đâu phải đã già, quý không còn khỏe như là thái dương, cuộc đời vẫn sướng như tiên, ăn được ngủ được gặp tiên đều đều. Cái này là các cụ thích ạ. Tiền đâu cứ phải thật nhiều, đâu cứ phải đại gia, đủ ăn triệu tháng chi đều là thương, nhiều no ít đủ thường xuyên, sớm chiều thể dục thuốc tiên nào bằng. Nay mai về cõi vững hằng, bạc quyền rồi cũng cào bằng như nhau. Sống vui, sống khỏe đi mau, sướng mình lại đỡ khổ đau gia đình. Về hưu đâu chỉ riêng mình, sống sao chọn nghĩa vẹn tình trước sau. Xin kính chúc tất cả các cụ sống thật vui, thật khỏe, và lúc nào chúng ta đi thì cũng cần rất thanh thản. Tôi cũng mới làm một cái bài mấy câu thôi, bởi vì là có một lần tôi ra tập thể dục thì mấy cậu trẻ hơn nó dậy sớm hơn, nó bảo này thế sao bác đi muộn đấy. Thế tôi làm luôn: muộn sớm nào có hề chi, thời gian tỷ phú còn gì phải lo, thời gian là của trời cho, làm sao xếp sắp lợi cho sức mình, ngủ ăn lao động học hành
nghỉ ngơi rèn luyện phải thành thói quen, kiên trì bền bỉ thì nên đầu óc thanh thản, sức bền dẻo linh. Mai ngày đến phút quy yên, ra đi thanh thản đỡ phiền cháu con, xin chúc mừng. Xin chân thành cảm ơn những ý kiến phát biểu hết sức quý báu và những vần thơ rất là ý nghĩa của ông Đoàn Thao. Sau đây xin trân trọng kính mời phó sư Lê Hoàng Quang, phó chủ tịch tổng công ty Hội Tận Hội đại diện cho Hội Tận Hội lên phát biểu với câu lạc bộ.